có tiếp tục. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách cắt tỉa tạo hình một cái lọ như này nhé. Đây ạ. Đây là một cái lọ nhé các bạn. Để mình có thể mở nắp ra đó. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng củ quả để tạo ra một cái lọ như thế này nhé các bạn. Đó, mình sẽ copy một cái lọ như thế này. Để dụng cụ hôm nay, dụng cụ chính của mình sử dụng là mình sẽ sử dụng cà rốt nhé. Cà rốt to nhé. Một con dao tỉa nhé các bạn. Một con dao phá khối. Và một lọ keo 502 nhé các bạn này. Thì sau đây mình sẽ đi vào phần chi tiết cụ thể nhé các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần tạo hình nhé các bạn ơi. Sử dụng như thế nhá. Củ này đi. Củ này thì cho nó dễ hơn nhé. Mình cắt đây nè. Ok. Sẽ đo nhé. Ok. Vậy, các bạn nhìn nhé. Sau đó thì chúng ta bắt đầu tạo hình cho nó nhé. Đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu bó nó lại. Sau nó xuống một chút nữa nhé. Đó, phần này mình thế nhé. Sẽ bó tiếp tục nhé. Phần này hơi méo một chút. Rồi chúng ta sẽ bó tròn lại nhé các bạn. Bó này rồi thì ta sẽ cắt thẳng cái phần này đi. Xong cắt thẳng cái phần này đi thì chúng ta sẽ bó lại một chút nhé.
như này. Rồi chúng ta sẽ bó cái phần này. Phần này nhé, đóng bo cái phần mắt của nó nhé, tạo hình nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục nhé các bạn. Sau khi đến cái phần này rồi thì chúng ta sẽ bo tròn lên là. Sau đến cái phần này rồi thì chúng ta sẽ bó lại. Sau khi đo phần đít này lại rồi thì chúng ta bắt đầu là cân phần nào một chút nhé. Đó. Các bạn bo lại nhé. Bỏ lại một chút. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ nhìn thấy cái xúc này sẽ đi cái phải dưới đây để cho nó sẽ tặng đấy cho nó nhé. Đó.
Tiếp tục nhé. Này rồi mình sẽ bo lại một chút. Sẽ bó lại các bạn nhé. Ok. Rồi, ok. Thì mình đã tạo hình xong nhé các bạn. Xong nhé. Ok. Thì mình đã hướng dẫn xong một cái lọ nhé. Các bạn xem video thì hãy đăng ký kênh cho mình bình luận và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn.